khiến chúng đồng về biển giải thoát khiến cho chúng sinh đóng đắc được giác ngộ phật đem chân lý của mình đã giác ngộ để giáo hóa chúng sinh khiến cho họ đắc được biển giải thoát này thế gian như lai không chỗ nương ví như hình bóng hiện các cõi pháp tánh rốt giáo không sinh khỏi thắng kiến thiên vương vào môn này thế gian như lai không chỗ nương phật ở trong thế gian chẳng có xứ sở nhất định cũng chẳng có quốc độ giáo hóa nhất định Tại sao? Vì tất cả cõi nước trong mười phương đều là nơi Đức Phật giáo hóa. Trong kinh Phạm Võng nói, Và đến thế giới ta bà này giáo hóa chúng sinh đã tám ngàn lần. Ví như hình bóng hiện các cõi. Tại sao nói Phật chẳng có chỗ nương, chẳng có cõi nước nhất định? Vì thân của Phật giống như ánh sáng, hình bóng hiện khắp trong tất cả cõi nước, tất cả thế giới. Pháp tánh rốt giáo không sinh khởi, bổn thể của pháp tánh rốt ráo chẳng sinh diệt trong kinh bát nhã nói không sinh không diệt không dơ không sạch không thịnh không bớt tức là đạo lý các pháp không tướng thắng kiến thiên vương vào môn này đây là đạo lý thấy được của vị tối thắng kiến thiên vương vị này còn nhập vào trong môn giải thoát này và tinh tấn tu hành pháp môn các pháp không tướng này vô lượng biển kiếp tu phương tiện tỉnh các cõi nước khắp mười phương, pháp giới như như thường bất động, tịch tĩnh đức thiên hộ môn này, vô lượng biển kiếp tu phương tiện, Phật tu hành công đức thành Phật, chẳng phải trong một đời một kiếp mà thành tựu được, mà là trong vô lượng đại kiếp tu nhiều pháp môn mà thành tựu, do đó ba tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Trải qua thời gian lâu dài, tu lục độ vạn hạnh, nhiều phương tiện pháp môn không thể nhẫn cũng nhẫn được, không thể xả bỏ cũng xả bỏ được, không thể nhường cũng nhường được, đó mới là tu hành. Nếu người nhẫn được, bạn nhẫn được, người xả bỏ được, bạn xả được, người nhường được, bạn nhường được, vậy đó chẳng phải người tu đạo mà là một nhóm người. Những gì không nhẫn được, cần phải nhẫn. Giống như Đức Đức Phật tại nhân địa tu hành nhẫn nhục, lúc đó tên gọi là nhẫn nhục tiên ông, tu hành trong núi tuyết. Một ngày nọ vua ca lợi dẫn cùng phỉ mỹ nữ đi vào trong núi săn bắn. Cùng phỉ mỹ nữ phát hiện có một người ngồi dưới gốc cây mới đến hỏi tiên ông hoàn cảnh tu hành. Lúc đó tiên ông thuyết pháp cho bọn cùng phỉ mỹ nữ. Vua ca lợi phát hiện bọn cung nữ đi đầu mất mới đi tìm thấy bọn cung nữ ngồi xung quanh tiên ông khi nói khi cười. Vua ca lợi bèn sinh tâm hoài nghi, nghi rằng vị tiên ông này động lòng phàm tục mới đến hỏi tội nổi giận hỏi tiên ông rằng nhà ngươi tu hạnh gì tiên ông đáp tu hạnh nhẫn nhục vừa nói ta sẽ chặt tứ chi của nhà ngươi ra xem nhà ngươi nhẫn được chăng nói xong bèn chặt tứ chi của tiên ông rồi hỏi nhà ngươi nhẫn được chăng tiên ông nói nhẫn được vừa nói có gì để chứng minh nhà ngươi nhẫn được tiên ông đáp nếu tôi không nhẫn được thì tứ chi đã chặt ra không thể khôi phục lại nếu thật sự tôi nhẫn được, thì tứ chi của tôi sẽ khôi phục lại như cũ. Vừa nói xong thì tứ chi khôi phục lại bình thường. Đó là câu chuyện chứng minh được sự nhẫn nhục. Những gì không xả được cần phải xả. Lúc Đức Phật tu hành tại nhân địa thì lóc thịt bố thí cho chim ưng, xả thân cứu hổ đói. Một ngày nọ chim ưng hung ác, rượt bắt chim cát, chim cát kinh sợ bay đến chỗ Đức Phật. Cầu Phật bảo hộ, chim ưng bay đến nói với đức phật rằng ông là người tu đạo đều có tâm từ bi ông cứu sinh mạng chim cát nhưng tôi phải chết đói làm thế nào đây do đó phật bèn cắt thịt thân mình để cho chim ưng cắt hết thịt mới ngừng đó là hành bồ tát đạo một ngày nọ đức phật tu hành ở trong núi tuyết trời tuyết rơi quá nhiều khắp nơi đều biến thành màu trắng động vật chẳng có thức ăn khổ sở khó tả Đức Phật thấy một con cọp mẹ dẫn cọp con đi tìm thức ăn. Cọp mẹ đói quá, thể lực kiệt sức, cọp con kiệt sức cũng không đi không muốn nổi. Đức Phật thấy thảm trạng như vậy, bèn sinh tâm tử bi, ta xả thân của ta có thể cứu sống hai sinh mạng này. Do đó, hy sinh thân mạng cứu sống cọp mẹ, cọp con. Đó là tinh thần thật và vĩ đại. Chúng ta là người tu đạo ít nhất phải có tâm từ bi, ban bố cho chúng sinh phương tiện. Do đó người xuất gia lấy từ bi làm hoài bão, phương tiện làm gốc. Tiến thêm bước nữa, phải đạt được sự hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Phải nhường những gì không thể nhường. Đức Phật trong quá khứ làm thái tử nước diệp ba, tên là Tu Đại Noa. Thái tử rộng tù bố thí, sau đó bị vua cha thấp ba đuổi ra khỏi hoàng cung. Thái tử dẫn vợ là Man Viên và hai con trai và gái vào rừng sâu sinh sống. Thái tử cõng con trai, vợ bồng con gái trải qua nhiều ngày mới đến rừng sâu núi thẳm làm am mà ở. Lúc đó có vị bà La Môn từ xa đến xin hai đứa con thái tử đều bố thí. Trời đế thích biết cũng hiện ra thần khác đến xin người vợ. Thái tử cũng bố thí, nhưng gửi chỗ thái tử thái tử bèn thấy lạ hỏi tại sao trời thì thích biết tâm thái tử kiên cố vì bố thí mà hy sinh tất cả mới hiện ra thân trời nói với thái tử tôi là thích đẻ hoàn nhân đặc biệt đến đây để thử tâm của ngài phải chăng trước sau như một nay mới thấy quyết thật như thế đáng kính đáng phục việc không thể nhường mà nhường được đức phật cũng làm được do đó trong thì xả bỏ đầu mắt tùy não ngoài thì xả bỏ đất nước vợ con sự khổ hạnh khó làm mà làm được đó là pháp phương tiện cho nên nói vô lượng biển kiếp tu phương tiện tịnh khắp cõi nước trong mười phương đức phật dùng trí huệ quang mình để chiếu soi để thanh tịnh để trang nghiêm cõi nước chư phật trong mười phương do đó quang bình của phật chiếu khắp tận hư không khắp pháp giới tóm lại không có chỗ nào mà chẳng thanh tịnh chẳng chỗ nào mà chẳng trang nghiêm pháp giới như như thường bất động pháp giới chẳng có biến đổi như như bất động tịch tĩnh đức thiên ngộ môn này đạo này đạo lý này vị tịch tĩnh đức thiên vương thấy được chúng sinh ngu si bị chướng che mùa tối thường ở trong sinh tử như lai mờ bày đạo thay tịnh giải thoát này của tu di âm Chúng sinh ngu si bị chướng che, chúng sinh là do chúng duyên giả hợp mà sinh, chúng sinh thông minh thì đi trên con đường tránh, chúng sinh ngu si thì đi theo con đường tà. Người ngu si vì họ mà nói tránh pháp thì họ không tin, tại sao? Vì họ ngu si. Tại sao ngu si? Vì không tin Phật Pháp, cho nên cả ngày càng ngu si. Phải học Phật Pháp thì càng ngày càng thông minh. Người thông minh thì chẳng có nghiệp chướng che đậy, kẻ ngu xì thì có nghiệp chướng che đậy. Che đậy là gì? Tức là bị một vật che đậy chẳng được giải thoát, giống như La Hầu La con của Đức Phật, La Hầu La dịch là che đậy. Vì nghiệp chướng quá nặng, ở trong thai mẹ 6 năm mới sinh ra, tại sao? Vì trong quá khứ, La Hầu La là một đứa trẻ nghịch ngợm, một ngày nọ, thấy một con chuột chạy vào hang động, La Hầu La lấy đá lấp hang động 6 ngày tạo ra ác nghiệp này, do đó mới thọ quả báo che đậy ở trong thai mẹ 6 năm. Có thuyết nói rằng Đức Phật Thích Ca lúc 17 tuổi thì kết hôn với Gia Du Đà La. Kết hôn rồi Gia Du Đà La muốn có con, Đức Phật dùng tay chỉ vào bụng thì phu nhân thọ thai. Đức Phật xuất ra rồi, tu hành ở trong núi chất 6 năm, La Hổ La mới sinh ra. Lúc đó Hoàng tộc Thích Ca nói Gia Du Đà La không giữ đạo làm vợ, không có chồng mà sinh con, bèn dùng lửa để thiêu sống Gia Du Đà La. Để bảo tồn danh dự dòng họ Thích Ca, Gia Du Đà La vì muốn chứng minh sự thanh bạch của mình mới phát thệ rằng, nếu tôi giữ đạo làm vợ thì lửa đỏ biến thành hoa sen, nếu tôi không giữ đạo làm vợ thì lửa sẽ thiêu hủy thân của tôi, không một lời oán trách. Nói xong bồng con là La Hầu La, nhảy vào trong đống lửa cháy dữ dội, quả nhiên lửa biến thành hoa sen màu đỏ. Do đó, hoa sen trong lửa là để chứng minh quyết thực không phải là không giữ quy cụ. Mù tối thường ở trong sinh tử. Người mù tối thì vừa điếc vừa câm, nghĩa là sinh thì hồ đổ mà đến, chết thì hồ đầu mà đi, luôn ở trong biển sinh tử, vĩnh viễn không được giải thoát. Như Lai mở bài đạo thanh tịnh, vì người mù tối không biết đạo lý sinh tử luôn luôn sinh rồi lại chết chết rồi lại sinh cho nên phật tử bi thương xót chúng sinh hướng dẫn chỉ dạy họ tu đạo thanh tịnh đạo thanh tịnh là gì tức là chẳng có tư tưởng ô nhiễm tóm lại tức là chẳng có quan hệ tình dục nam nữ ai ai cũng đoạn dục khử ái thì thức thứ 8 tuy nhiên có hạt giống nhưng chẳng có duyên với cha mẹ thì cũng chẳng sinh ra cho nên đoạn dục khử ái là phương pháp cơ bản giải quyết vấn đề sinh tử chẳng có gì là huyền diệu ai ai cũng biết nhưng chẳng làm được tại sao vì ngu si che đậy vua đường thái tông có nói câu này xuất gia mới là việc đại trượng phu, xuất gia thật là như thế. Ném vứt năm dục đến chín tầng mây, thứ nhất là không tham tài, thứ hai là không cưới vợ, thứ ba là không cầu danh, thứ tư là không ăn thịt, thứ năm là không ngủ nhiều. Tại sao phải khổ như thế? Là vì muốn chấm dứt sinh tử, cầu tự tại, cầu giải thoát. Giải thoát này của tu di âm, vị tu di âm thiên vương đắc được cảnh giới môn giải thoát này. Chư Phật tu hành vô thượng đạo, tất cả chúng sinh chẳng biết được. Thị hiện đủ thứ môn phương tiện, tệ nhãn quán rõ thấy môn này. Chư Phật tu hành vô thượng đạo, vô thượng đạo của chư Phật tu hành là pháp môn cao nhất, sâu nhất và rộng lớn nhất, cho nên nói tu hành vô thượng đạo. Tất cả chúng sinh chẳng biết được, hết thảy tất cả chúng sinh không thể rõ biết được vô thượng đạo của Phật tu. Tại sao? Vì chúng sinh bị vô minh che đậy, cho nên chẳng có chân tránh trí huệ, không thể suy lường cảnh giới của Phật. Cứu kính là gì? Thị hiện đủ loại môn phương tiện, vì chúng sinh không cách chi hiểu được cảnh giới của Phật, cho nên Phật từ bi đến chỉ thị cho tất cả chúng sinh tù vô thượng đạo như thế nào, dùng đủ thứ pháp môn quyền xảo phương tiện giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh cũng biết được phương pháp tu vô thượng đạo của Phật. Tịnh nhãn quán rõ thấy môn này, đạo lý của tịnh niệm nhãn thiền vương, quán sát thấy rõ cho nên hiểu được cảnh giới này. Như lai thường dùng môn tổng trì, ví như hạt bụi các cõi nước, giáo hóa chúng sinh khắp hết thảy phổ chiếu thiên vương vào môn này. Như lai thường dùng môn tổng trì, bài kệ này Vị khả ái lạc tối thắng quang chiếu thiên vương minh bạch được cho nên mới nói Phật thường dùng pháp môn tổng trì để giáo hóa chúng sinh pháp môn tổng trì này lại phân ra vô lượng vô biên pháp môn tổng trì rồi lại phân ra vô lượng vô biên pháp môn tổng trì nữa do đó trùng trùng vô tận vô tận trùng trùng ví như cõi nước số hạt bụi môn đại tổng trì này giống như cõi nước chư Phật nhiều như số hạt bụi tóm lại có bất khả thuyết bất khả thuyết biển cõi nhiều như số hạt bụi giáo hóa chúng sinh khắp hết thảy đức phật khai thị giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đắc được môn tổng trì khắp cùng tất cả cõi nước chư phật phổ chiếu thiên vương vào môn này cảnh giấy này vị khả ánh lạc tối thắng quang phổ chiếu thiên vương đắc được pháp môn giải thoát này như lai ra đời rất khó gặp vô lượng biển kiếp gặp một lần, khiến khắp chúng sinh sinh tin hiểu, tự tại thiên vương được môn này. Như Lai ra đời rất khó gặp, vị thế gian tự tại chủ thiên vương này nói, Như Lai xuất hiện ra đời không dễ gì gặp được, do đó, Phật Pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn ước kiếp khó gặp được, này còn thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây là bài kệ mở đầu kinh. Bất cứ tụng niệm kinh gì thì trước hết đọc bài kệ này. Bài kệ này là pháp khen ngợi do võ tắc thiên vào đầy đường trước tác. Tuy trong việc chính trị, nữ hoàng đế võ tắc thiên là người lãng mạn, nhưng trong Phật giáo bà ta là người đại hộ pháp. Nếu chẳng có bà ta đề xướng phải pháp, thì chúng ta hôm nay sợ chẳng thấy được bộ kinh hoa nghiêm này. Vô lượng biển kiếp gặp một lần. Diệu giác quả vị Phật này là Phật trí tôn vô thượng. Chẳng có gì so sánh cao hơn Ngài được, chẳng có gì so sánh tôn quý hơn Ngài được, phải trải qua trăm ngàn vạn ước kiếp mới có thể gặp một lần, chẳng phải thường gặp được. Khiến khắp chúng sinh sinh tin hiểu, mục đích và xuất hiện ra đời là làm cho tất cả chúng sinh sanh tránh tín, khiến cho tất cả chúng sinh y theo Pháp 12 nhân duyên tu hành mới có thể chấm dứt sinh tử, chấm dứt bốn sự khổ lớn sinh già bệnh chết. Tại sao Phật xuất gia vì muốn biết rõ sinh tử đâu đến, chết sẽ đi về đâu. Cho nên mới đi tầm đạo 6 năm tu khổ hạnh cũng không giải quyết được vấn đề sinh tử cuối cùng ngồi tĩnh tọa dưới cội bồ đề mà ngộ được sinh tử pháp 12 nhân duyên pháp này tuy nhiên là pháp tiểu thừa nhưng là pháp cơ bản sinh tử người đại thừa đừng có chấp trước cho rằng pháp tiểu thừa là pháp tự liễu hán có tư tưởng như thế là hoàn toàn sai lầm ví như bát chánh đạo trong 37 phẩm trợ đạo là cơ bản của phật giáo nếu không hiểu rõ bát chánh đạo không tù bát chánh đạo chỉ tu pháp đại thừa nghe rằng công đức chẳng viên mãn tự tại thiên vương được môn này cảnh giới này vị thế gian tự tại thiên vương thấy rõ đắc được môn giải thoát này phật nói pháp tánh đều không tánh thâm sâu rộng lớn không nghĩ bàn khiến khắp chúng sinh tin thanh tịnh quang diệm thiên vương khéo rõ được phật nói pháp tánh đều không tánh Vị quang diệm thiên vương và vị thế gian tự tại chủ thiên vương thấy cảnh giới của Phật chẳng giống nhau. Vị thiên vương này nói, Phật nói các pháp đều chẳng có tự thánh. Thâm sâu rộng lớn không nghĩ bàn, các pháp không tánh vậy chẳng phải là đoạn diệt chăng? Chẳng phải vì nó là thâm sâu rộng lớn không nghĩ bàn. Muốn nói thâm sâu, chẳng thể so sánh sự thâm sâu của pháp này. Muốn nói lớn, chẳng thể so sánh sự rộng lớn của pháp này. Không thể dùng tâm ý để suy lược, cũng không thể dùng lời nói để diễn đạt. Khiến các chúng sinh tin thanh tịnh. Phật dùng sức đại trí huệ, sức đại thần thông của Ngài khiến cho tất cả chúng sinh sinh ra tâm tin chân tránh, thanh tịnh, tức cũng là tránh trì tránh kiến, chẳng phải tà trì tà kiến. Quan Diệm Thiên Vương khéo rõ được, vị Quan Diệm tự tại Thiên Vương khéo minh bạch cảnh giới môn giải thoát này. Ba đời như lai công đức đầy, giáo hóa chúng sinh không nghĩ bàn, khiến họ tư duy sinh vui mừng. Môn này là phát ngộ vào được. Ba đời như lai công đức đầy ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Phật tu công đức trong ba đời đều viên mãn, dù phước nhỏ nhất cũng chẳng mất đi, huệ nhỏ nhất cũng phải tu, phước nhỏ huệ nhỏ cũng phải bảo tồn. Giáo hóa chúng sinh chẳng nghĩ bàn, và dùng đủ thứ pháp phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Tại sao? Vì phải tài bồi phước huệ của mình. Phước huệ chưa đầy thì phải giáo hóa chúng sinh. Phước huệ đầy rồi vẫn giáo hóa chúng sinh vì phước vệ càng nhiều càng tốt cho nên xưng đức phật là lưỡng túc tôn nghĩa là phước của phật đã đầy đủ vệ của phật cũng đầy đủ công đức của phật giáo hóa chúng sinh không thể nghĩ bàn khiến họ tư duy sinh vui mừng khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có phiền não suy nghĩ phật pháp đều sinh tâm vui mừng đó là niềm an lạc không gì sánh bằng là sự vui nội tâm chẳng có cách chi có thể hình dung được môn này lạc pháp ngộ vào được. Đạo lý cảnh giới này vị lạc tư duy pháp biến hóa thiên vương hiểu rõ. Chúng sinh chìm trong biển phiền não, ngu si kiến trược rất đáng sợ. Đại sư thường xót cứu ra khỏi, môn này hóa tràng quán sát được. Chúng sinh chìm trong biển phiền não, chúng sinh tức là chúng sinh trược, biển phiền não tức là phiền não trược. Chúng sinh chìm đắm trong phiền não trược, phiền não trược giống như biển, phiền não có tám vạn bốn ngàn thứ nói tổng quát không ra ngoài phạm vi ba độc tham sân si đơn giản hơn nữa tức là vô minh vì chúng sinh trưởng là vô biên vô tận cho nên bồ tát phát nguyện muốn độ khắp chúng sinh chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thể nguyện thành đó là bốn thể nguyện lớn của bồ tát Dùng bốn thể nguyện này để độ chúng sinh trong đời ác năm trưởng là pháp môn hay nhất. Phạm là người học Pháp Đại Thừa đều phải phát tâm Bồ Đề như vậy. Ngu si kiến trược rất đáng sợ. Ngu si tức là mạng trược Vì sao? Vì vận mạng người ngu si là ô trược Sinh ra thì chẳng thông minh, đều có mối quan hệ với nhau. Kiến trược tức là sự thấy chẳng tránh quyết, không thành tịnh. Có năm thứ kiến giải thấy hiểu không tránh đáng, một thân kiến, chấp trước thân thể là thực tại, chẳng biết là do các duyên giả hợp mà có. Hai biển kiến, chấp trước sinh mạng là vĩnh viễn bất biến, đó là thường kiến, chấp trước sinh mạng tùy nhục thể mà tiêu diệt, đó là đoạn kiến, đều rơi vào hai bên. Ba tà kiến, tức là nhận thức chẳng sáng suốt, thiện ác chẳng rõ, điền đảo thị phi, phán đoán sai lầm, bốn kiến thủ kiến, chấp kiến giải sai lầm của mình cho rằng đúng, cuối cùng chấp mê trả ngộ. Năm giới thủ kiến, chấp trước giới điều không hợp lý của mình, hoặc hành vi sai lầm cho rằng đúng, không chịu sửa lỗi làm lành, nằm thứ ác kiến này đáng sợ nhất. Đại sư thương xót cứu ra khỏi, đại sư tức là Đức Phật, lại sư là thiên nhân sư, thầy của trời và người bậc thánh nhân đều có tâm thương xót chúng sinh trôi nổi ở trong biển sinh tử với chuyển bánh xe pháp khiến cho chúng sinh ra khỏi đời ác năm trưởng sinh về cõi thường tịch quang tịnh độ hoặc là sinh về thế giới cực lạc chân tránh địa phủ được vui môi này hóa tràng quán sát được cảnh giới môn giải thoát này vị hóa tràng thiên vương quán thấy được như lại thường phóng đại quang minh trong mỗi quang có vô lượng phật thải đều giáo hóa độ chúng sinh diệm âm thiên vương vào môn này như lai thường phóng đại quang minh vị tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên vương thấy mười phương như lai thường phóng đại quang minh đại quang minh tạng này pháp pháp giới trong mỗi quang có vô lượng phật ở trong mỗi đạo quang minh hiện ra vô lượng vô biên chư phật mỗi vị phật lại phóng ra trăm ngàn ức quang minh thải đều giáo hóa độ chúng sinh những vị phật này đều ở tại đó giáo hóa chúng sinh khiến chúng sinh nghe pháp tu hành đắc đạo thành phật đó là trách nhiệm của mỗi vị phật diệu âm thiên vương vào môn này cảnh giới môn giải thoát này vị tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên vương vào được ở cõi trời này có 11 vị thiên vương trên đây là những bài kệ của 11 vị thiên vương cõi tam thiền trời biến tịnh thuộc về sắc giới, nói ra để tán thán công đức của Phật. Dưới đây bắt đầu giảng về những bài kệ của quang âm thiên vương thuộc về trời nhị thiền. Hết tập 1